mình sẽ làm món thịt rang nước tương này là xì dầu nhá, của Trung Quốc nhá. Loại xì dầu nó rất là đậm đặc như này, rang ăn sẽ cực kỳ ngon. Để rang món này, các bạn chuẩn bị cho mình một cái chảo này, cho mình 2 thìa cà phê dầu ăn vào này. Mình dùng thịt ba chỉ nhá, các bạn cho lên, các bạn đảo cho nó bốc mỡ đi. Nấu theo kiểu nhà hàng, người ta sẽ cho một ít dầu ăn vào để vào áp cái thịt này ra bớt mỡ. Cho lửa vừa để cho nó ra mỡ từ từ nhé. Các bạn có thể đậy vung một lúc để cho cái mỡ nào ra nhé. Để cho nó ra mỡ. Bây giờ các bạn cho lửa vừa để các bạn áp mỡ cho mình. Bây giờ nhé các bạn nhé, khi mà mình áp nó tương đối như này nhé, các bạn có thể áp thêm. Nhưng còn nếu muốn sợ nó khô thì chúng ta áp tương đối như này thôi. Rồi sau đó các bạn cho mình một ít hành vào để cho nó thơm ấy. Đây mình dùng hành tây nhé, các bạn có thể dùng hành củ. Cho lửa to lên cho nó thơm. Sau đó mình sẽ chắt mỡ đi và các bạn cho cái thịt này vào cái nồi chắt cũng được. Rồi chúng ta đun với mắm, là đun với xì dầu ấy. Nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà nấu cái xì dầu kiểu này ăn nó ngon lắm và nó thơm lắm. Cái mỡ này chúng ta dùng để chúng ta rán những cái món ăn khác hoặc là xào to. Cho to một chút để cái hành này nó thơm lên nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đổ ra cái nồi khác. Thịt khi chúng ta làm xém cạnh như này nhìn nó rất ngon và hấp dẫn. Bây giờ các bạn cho xì dầu vào cho mình. Chút xíu nước vào. Một chút hạt lê, một chút muối nhé, vì sợ nó hơi nhạt. Được đường thì cho thêm ít đường nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đun cho cái phần này nó keo keo lại, nó ngấm vào là mình sẽ có cái phần thịt đun xì dầu. Đun kỹ một chút nhé để thịt nó cũng mềm hơn nữa. Đây các bạn, khi mà mình on thịt được một lúc để thịt nó cũng mềm bớt ý. Và các bạn để lại một chút nước sốt này để chúng ta dưới ăn với cơm ý. Nó cũng rất là ngon ý. Cần om này khoảng 10 đến 15 phút thôi, cho nó mềm bớt thịt ấy, nó không bị cứng quá. Và cái nước sốt này sền sền. Rồi bây giờ mình cho ra đĩa và thưởng thức rồi. Màu thì rất là đẹp. Nước sốt này các bạn, sền sền này. Màu thịt rất là đẹp. Cái xì dầu của Trung Quốc ấy, cái loại này nó rất là ngon ạ. Hay là cái nước tương, hay gọi nước tương. Mình không quảng cáo cho hãng nào cả, vì mình cũng còn không biết là người ta mua ở đâu. Ở đây là mình được cho ấy. Cái món này nấu với cái xì dầu đặc ấy. Các bạn có thể mua trong siêu thị có cái loại xì dầu đậm đặc ấy, của Việt Nam ấy. Ăn cũng rất là ngon nhé. Một cái màu sắc miếng thịt cực kỳ đẹp.
Bây giờ mình sẽ đi thưởng thức nhá bé nha. Mình thì cực kỳ thích ăn cái nước sốt này. Và dùng cái clip này đây nhé.